Giang hồ đất cảng phê đồ ra tay cuồng sát vợ dã man rồi nhắn tin cho mẹ đẻ về chứng kiến. Tôi không thể ngờ con gái mình lại bị chính chồng đối xử tệ bạc và lấy mạng dã man đến vậy. Gia đình tôi đau xót và căm phẫn vô cùng. Mong pháp luật hãy xử nghiêm để mang lại công bằng cho con gái tôi. Xin chào quý vị đang theo dõi PKT Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Thưa quý vị, đó là những tâm sự nhói lòng của người cha già khắc khổ khi nhớ lại cảnh con gái mình bị chồng sát hại ở Thủy Nguyên Hải Phòng. Chục năm về trước, gia đình họ từng linh cảm bất an về cuộc hôn nhân đẫm nước mắt ngày hôm nay. Nó lấy mạng con tôi dã man quá. Về thôn Mỹ Cụ, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, khi người thân và gia đình vừa hoàn tất lễ tang cho chị Trần Thị Hát sinh năm 1991, Nạn nhân bị chồng là Nguyễn Thanh Tùng sát hại ngày 7 tháng 7 năm 2016. Vào thời điểm ấy, trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong xóm nghèo vẫn không ngớt tiếng khóc thương ai oán xót xa. Ông Trần Quang Tuấn, 49 tuổi, bố chị hát. Đào xót, gia đình tôi đã hoàn tất việc an táng cháu tại quê. Đến giờ tôi cũng không thể tin vào sự việc đã xảy ra. Ngồi trước hiên nhà nhìn về phía di ảnh chị hát, ông Tuấn lại khóc thương cho số phận hầm hưu của cô con gái vắn số căm phẫn người con rể tàn độc và nhớ lại quãng đời cơ cực của vợ chồng khi vất vả nuôi con. Ông Tuấn kể, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 7 tháng 7 năm 2016, ông nhận được điện thoại của em trai Tùng thông báo về sự việc. Nghe xong, ông không tin vào tai mình. Lúc này, ông Tuấn có gọi thêm một số người thân đến nhà vợ chồng con gái xem sự tình thế nào. Bước vào cửa nhà riêng của vợ chồng con trai, vợ chồng ông lặng người khi thấy con dâu bỏ mạng. Còn Tùng thì ngồi bất động. Vô hồn ở góc nhà, bà Hằng cho biết sáng hôm đó Tùng ngồi chơi ở chỗ bà Hằng bán hàng. Đến khoảng 11 giờ thì nói về nấu cơm cho vợ. Thắp cho chị gái nén hương, anh Trần Quang Khánh, em trai nạn nhân cho hay. Nhận được thông tin từ người nhà của chị Hát bị anh rể ra tay bằng 15 nhát dao. Anh Khánh vội chạy đến. Lúc này cơ quan chức năng cũng đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Chứng kiến hiện trường, anh Khánh đã không thể cầm được nước mắt. Anh Khánh đau xót. Tôi không thể ngờ anh ấy lại ác độc đến vậy. Bây giờ chị tôi mất rồi, ai sẽ nuôi các con của chị đây? Khổ thân hai đứa cháu. Trước đó khoảng 13 giờ trưa ngày 7 tháng 7 tại số nhà 11 trên 21 đường Hồng Thiện, phường Canh Dương xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nhưng người dân khu vực nghe thấy tiếng kêu thất thanh nên chạy qua thấy chị Hương nằm gục. Còn chồng chị là Nguyễn Thanh Tùng ngồi cạnh vợ với con dao. Tùng đã bị bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận do mâu thuẫn nên đã ra tay với vợ. Theo người dân, Tùng là dân xã hội, thường sử dụng hàng cấm và sẵn sàng gây gổ với hàng xóm. Cơ quan chức năng cũng cho biết thêm, sau khi ra tay với vợ, Tùng còn nhắn tin cho mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hằng. Tại cơ quan điều tra, thời điểm bị bắt giữ, y có biểu hiện không bình thường. Linh cảm bất an từ 3 năm trước. Ông Tuấn lập gia đình vào năm 1990. Một năm sau, chị Hát chào đời. Trong niềm vui của đôi vợ chồng nghèo Lam Lũ, do có ít ruộng nên vợ chồng ông Tuấn phải làm thuê nhiều công việc khác nhau để mong có tiền nuôi con ăn học. Với ý nghĩ dù nghèo nhưng sẽ cho con ăn học đến nơi đến chốn để sau này con bớt khổ, vợ chồng ông Tuấn đã đặt niềm tin vào chị Hát và động viên chị học tập. Với tốt nghiệp trung học phổ thông, chị Hát đã kết hôn với anh L ở Cát Bi, thành phố Hải Phòng. Lấy nhau xong, chị Hát xin đi làm công nhân giày da ở thành phố Hải Phòng. Cuộc sống cứ thế trôi đi khi vợ chồng chị có bé gái đầu lòng. Có con, cuộc sống của gia đình ngày càng khó khăn khi nghề nghiệp không ổn định. Chính điều đó đã khiến cho hôn nhân của vợ chồng chị tan vỡ sau 4 năm chung sống. Một năm sau, chị gặp Nguyễn Thanh Tùng và bước vào cuộc hôn nhân đầy nghiệt ngã. Cháu bé con chung của chị hát với anh L sống với bố. Bà Nguyễn Thị Dung mẹ chị hát cho biết, ngày hát đưa Tùng về chơi tôi đã không bằng lòng và luôn có cảm giác tư cách nó không đàng hoàng nên gia đình không cho hai đứa lấy nhau. Khuyên giải thế nào cũng không được. Vợ chồng tôi đành đồng ý. Lấy nhau được một thời gian hát phát hiện chồng dính phải nàng tiên nâu và động viên chồng đi cai. Nhưng cứ nói đến việc ấy là hát lại bị chồng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Những lần như vậy hát đều giấu chúng tôi. Tiếp lời vợ ông Tuấn cho hay. Mỗi lần về quê Tùng không bao giờ đi một mình mà phải có chị hát về cùng. Ở quê vợ chồng hát luôn vui vẻ hòa đồng hạnh phúc. Thấy vậy, gia đình và họ tộc ai cũng mừng. Cho nên khi xảy ra sự việc ai cũng bất ngờ và đau xót. Ông Tuấn tâm sự, nếu như con gái tôi nói thật với gia đình về sự việc thì đâu như thế này. Đằng này nó âm thầm chịu đựng một mình. Nó sợ vợ chồng tôi nghĩ ngợi rồi sinh bệnh. Sự việc thì đã xảy ra rồi, con tôi thì đã mất rồi. Nhưng cứ nghĩ đến bị sát hại trong gia đình dòng tộc ai cũng đau xót. Tôi mong cơ quan pháp luật xem xét và xử lý nghiêm để mang lại công bằng cho con gái tôi. Ông Trần Quang Phiên, trưởng dòng họ Trần cho biết, cả gia tộc họ Trần chúng tôi chỉ có duy nhất hát là cháu gái, ai cũng thương vì cháu hiền lành ngoan ngoãn và chịu thương chịu khó, nhưng số cháu lại tận đận. Tôi mong cơ quan điều tra hãy xử việc này đúng người đúng tội trả lại công bằng cho cháu gái tôi và danh dự cho gia đình dòng tộc. Sau khi bị chính người chồng sát hại, chị hát đã được công an tiến hành khám nghiệm tại nhà tang lễ bệnh viện Việt Tiệp. Khi kết thúc các hoạt động khám nghiệm, gia đình nhà ngoại đã xin mang chị về quê lo mai táng. Được biết bà con khu phố Đồng Thiện đã quyên góp được một chút tiền để giúp đỡ thêm gia đình chị hát lo công việc hậu sự. Vụ án xảy ra từ năm 2016, tuy nhiên chúng tôi chưa tìm được bản án của kẻ sát nhân này. Quý vị và các bạn có ai biết thông tin xin hãy để lại ở dưới phần comment để cộng đồng cùng được biết. Vậy người ngáo đá có được hiểu là mất năng lực hành vi dân sự và những kẻ phạm tội do tình trạng ngáo đá sẽ bị xử phạt như thế nào? Theo ý kiến của chuyên gia, dưới góc độ luật pháp, tình trạng loạn thần nặng không phải là tình tiết giảm nhẹ. Pháp luật đã có quy định về trường hợp người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc các chất kích thích mạnh khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự và ngáo đá cũng không ngoại lệ. Tiến sĩ Ngô Văn Vinh, viện trưởng Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương cho rằng người ngáo đá có triệu chứng của tâm thần dưới góc độ khoa học. Nhưng dưới góc độ pháp luật, ngáo đá chính là hậu quả của hành vi sử dụng hàng trắng gây ảo giác. Thì phải giám định rất kỹ để đánh giá được việc sử dụng ra sao mức độ ảnh hưởng thần kinh đến đâu. Luật sư Lê Văn Đài, văn phòng luật sư Khánh Hưng, đoàn luật sư Hà Nội cho biết, ở góc độ pháp lý, người bị ngáo đá là hậu quả của hành vi chủ động, không vô thức khi bắt đầu sử dụng. Do đó, pháp luật hiện hành không coi họ là người mắc bệnh tâm thần và không có cơ sở đề nghị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự. Pháp luật chưa có quy định riêng biệt đối với người phạm tội trong tình trạng bị kích thích, nhưng ở Điều 14 Bộ Luật Hình Sự đã có quy định chung là người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Trường hợp người ngáo đá phạm tội thì cũng tương tự, người phạm tội trong tình trạng say rượu hoặc chất kích thích mạnh khác đều phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm đã gây ra. Thưa quý vị, vụ án đã xảy ra đã lâu, nhưng vẫn còn đó những điều dây dứt chưa yên. Đây là một video kể lại và phân tích vụ án để chúng ta rút ra những bài học ngăn chặn những sự việc tương tự trong tương lai, giúp sự ra đi của những nạn nhân có thêm ý nghĩa. Bạn muốn về cái đây là về tiểu sử giang hồ, tử tù hai người tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ, tử tù người nổi tiếng mỗi ngày trên VKT. Thank <laughs> you.